Thì hiện tại thì em đang bán với cái giá là 26.500.000. Duy nhất bộ sản phẩm này, giao hàng miễn phí 50 cây, tặng kèm kính bàn, hàng cực kỳ đẹp, lục lõi, gỗ hương đá, chọn vân như các bác đã xem trên màn hình đây. Vâng, xin chào các bác, ngày hôm nay cơ sở nhà em cho một cái ưu đãi duy nhất, chỉ riêng một bộ này thôi, là cái cơ sở nhà em đang nhận của khách bộ sản phẩm hàng siêu đẹp như này, hàng đẳng cấp, chọn vân gỗ sofa gốc, làm trần xì là 100% gỗ hương đá, hàng chọn vân. Hiện tại thì khách đặt cơ sở nhà em là 30 triệu bộ sản phẩm này, một chiều góc là 2m75, một chiều là 2m68, chiều rộng này là 2m75 là góc, còn góc này là 2m68. Nếu nhà các bác nào mà phù hợp với cả cái bộ sofa như này thì hiện tại cơ sở nhà em đang có cái ưu đãi là trừ cái tiền cọc của khách hàng đặt bộ sản phẩm này đi, thì hiện tại thì em đang bán với cái giá là 26.500.000. Duy nhất bộ sản phẩm này, giao hàng miễn phí 50 cây, tặng kèm kính bàn, hàng cực kỳ đẹp, lục lõi, gỗ hương đá, chọn vân như các bác đã xem trên màn hình đây. Đấy, rất là đẹp đấy các bác, mình xem đây. Tất cả này các bác nhá, đây, cơ sở nhà em. Đây, đóng là khung tranh, tất cả là rộng tận 16 phân. Mặt ván là dày 1/4. Tất cả tay ván, tựa lưng tất cả dày là 1/4 hết. Sơn đẹp 6 mặt. Đây các bác nhìn ở trên ở dưới đây, tất cả đều sơn đẹp, PU đẹp, cực kỳ đẹp đây. Hàng chọn vân nhá các bác nhá, sơn đẹp cả đằng sau cả đằng trước. Các hàng chờ thì người ta mặt sau này người ta sẽ không làm ván. Nhưng đây là hàng đặt cơ sở nhà em làm cho khách hàng. Người ta hiện tại thì cơ sở nhà em đã làm cho khách một bộ khác, tại vì khách người ta yêu cầu là to hơn, cao dài hơn, dày hơn. Thì cơ sở nhà em bán thanh lý bộ sản phẩm này với 26.500.000 và duy nhất bộ này thôi các bác nhá. Và vân veo này các bác nhìn cái góc này, tất cả đều được làm ở hàng chọn vân đây, hàng thửa đây các bác nhìn xem đây. Cái vách tựa lưng này của nó cao này các bác nhìn này, cao tận 48 phân, cao từ dưới mặt đất lên là 33 phân, kích thước của bàn là 70 các bác nhá, 70 x 1m4, mặt bán một dày 1/4 và kèm theo là hai cái đôn ngồi, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, chỉ với 26.500.000 thôi, các bác không nghe nhầm đâu, cơ sở nhà em sẽ làm cho các bác một bộ sản phẩm nó đẹp như này và duy nhất một bộ thôi các bác nhá, duy nhất một bộ. Tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác, nếu các bác mua kèm theo một bộ sofa Zito đùi gà, cơ sở nhà em cũng đang thanh lý cái bộ sản phẩm này. Tại bộ sản phẩm này cơ sở nhà em cũng để trong khoảng độ 2 tháng rồi, hiện tại thì vẫn chưa bán được, thì cơ sở nhà em thanh lý để các em làm các sản phẩm mới đẹp hơn nữa để phục vụ với khách hàng. Thì cả đệm nha các bác nhá, cả đệm này, cả bộ một ghế dài này, một đoạn ngắn này, một bàn này, độ đủ kính bàn và kính đôn kẹp, và kể cả ghế 1m2 không tựa như này, cơ sở nhà em bán với cái giá cho các bác thanh lý trong video này chỉ có 26 củ thôi. Hiện tại thị trường người ta đang bán tầm 32 đến 33 triệu, nhưng cơ sở nhà em làm cho các bác trong video ngày hôm nay chỉ có duy nhất là 26 củ thôi. 26 củ này, bộ gốc sofa cả đệm như này, và bộ sản phẩm hương đá hàng vân VIP, siêu VIP, góc 2m75 và 2m68 thì giá là 26 triệu. Đấy, kích thước của bộ sản phẩm này các bác nhá, thì em xin cho các bác cái thông số kích thước của nó là rơi vào là dài, là đoạn dài là 2m55, sâu là rơi vào là 75 và cao là 73 phân. Đấy, và ghế đoạn ngắn thì rơi vào 1m8, cao 75 và sâu 73 phân. Đôn góc thì là 60 x 60, và cái ghế không tựa này là 60. Tất cả đều được làm bằng da gỗ là gỗ hương đá, ván dày 1/4. Đấy, khuôn tranh thì dày là 3 phân và được làm đệm là đệm cai leo Hàn Quốc các bác nhá. Cơ sở nhà em tri ân thanh lý riêng trong video ngày hôm nay thôi. Đấy, các bác nào nhanh tay thì hãy liên hệ trực tiếp qua cơ sở nhà em qua số điện thoại trên màn hình, và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.